nghệ sĩ thương tín suy sụp vì tin đồn tiền bạc gần đây nghệ sĩ thương tín vướng phải lùm xùm xoay quanh số tiền được khán giả tặng trong một sự kiện thương tín đã lên góp vui bằng giọng hát và được khán giả tặng hoa tiền có giá trị lên đến hàng chục triệu tuy nhiên nhạc sĩ tô hiếu cho biết khi chương trình kết thúc số tiền này đã bị mc lấy lại với lý do dành tặng cho bộ phận âm thanh và ban nhạc thế nhưng cô mc trong chương trình lại khẳng định sự việc không như vậy mâu thuẫn trong lời nói của hai bên khiến cộng đồng mạng tranh cãi dữ dội một bộ phận khán giả tin lời nữ mc chỉ trích nghệ sĩ thương tín đã cầm tiền nhưng lại chối là chưa nhận được khiến mc và ban tổ chức lao đao thị phi bủa vây nghệ sĩ thương tín buộc phải lên tiếng ông chia sẻ tôi đang biểu diễn nên cô ấy lấy tiền tôi không kịp có phản ứng sau đó cô ấy bảo sẽ chia lại một nửa cho tôi mà chờ hoài không thấy tôi không hề cầm số tiền đó vì khán giả tặng tôi nên tôi có nhận thì nói nhận chứ không bày vẽ chuyện làm gì Tôi muốn có một cuộc sống bình yên ở tuổi già này. Tôi không muốn có những điều đáng tiếc hay những cuộc ồn ào trong cuộc sống nữa. Tôi chỉ muốn yên tĩnh. Nam nghệ sĩ nghẹn ngào nói thêm. Nhạc sĩ Tô Hiếu, bạn thân của nghệ sĩ Thương Tín đính chính. Tôi không muốn nhắc tới những chuyện này nữa, nhưng chúng ảnh hưởng đến tôi cũng như một số người không liên quan. Anh Thương Tín thề độc là mình không lấy số tiền trên bông hoa tiền ấy, và tất cả đã được tôi đưa lên Facebook để mọi người biết rằng tôi không phát ngôn sai sự thật. Sau lùm xùm, cô mc ấy cũng liên lạc với tôi ngỏ ý muốn gặp thương tín nhưng do công việc nên cả hai vẫn chưa thể gặp nhau nghệ sĩ thương tín chia sẻ rằng bản thân thật sự suy sụp và mệt mỏi trước những lời đồn thổi ác ý tôi thật sự mệt mỏi và nói thật là những chuyện thị phi này đang dần giết chết nhuệ khí của tôi tôi cũng thấy nản và không còn dám nghĩ đến chuyện chạy show nữa hiện tại tôi chỉ mong có công việc để trang trải cuộc sống tâm trạng xấu đã ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe của thương tín ông thường xuyên té ngã do chân yếu ở tuổi xế chiều nghệ sĩ thương tín đang phải ở nhờ nhà bạn bè đi show để tự trang trải chi phí sinh hoạt